đẹp nha mọi người chị. Xin chào mừng quý bà con cô chú anh chị cùng quay trở lại với video của Đình Vân Thế Giới Máy. Vâng, quý cô chú anh chị nhìn thấy sau lưng của Đình Vân là rất là nhiều máy ạ. Tất cả các dòng máy sáng tạo mini gia đình cho đến dòng máy phục vụ cho mô hình kinh doanh đều có cả. Và video hôm nay Đình Vân sẽ test máy thực tế và hướng dẫn chi tiết về quy trình chúng ta sử dụng một cái dòng máy sáng tạo mini gia đình tại nhà cho quý cô chú anh chị. Và chiếc máy đầu tiên Đình Vân sẽ test và hướng dẫn cho cô chú anh chị, đây là chiếc máy sáng tạo mini gia đình có model A3000. Và cơ cấu của máy thì ngay bây giờ Đình Vân sẽ quay sát hơn để cho cô chú anh chị được nhìn thấy. Và một lát sau thì Đình Vân sẽ test thực tế và hướng dẫn cho cô chú anh chị thứ tự chúng ta sử dụng nó như thế nào cho nó đơn giản nhất. Để cơ cấu của máy sáng tạo mini A3000 thì rất là gọn gàng phải không cô chú anh chị? Đây, Đình Vân sẽ quay rất là sát để cho cô chú anh chị cùng xem ha. Đấy, phía trước là một hệ thống sàng rung 3 cấp lọc sạn lọc tấm ha. Và hệ thống điều chỉnh gạo trắng là điều kiện bằng hệ thống mà cần số nha, rất là đơn giản. Và có một phễu để cho thực phẩm vào nha, và kèm theo một cái túi để chúng ta đựng trấu ha. Và đường lối ra trấu là bên đây nha, đây là cái họng để cho chúng ta xả lúa xuống này, đây là van điều chỉnh gió, đây là lúa thì bên này chuẩn bị sẵn. Và ngay bây giờ thì Đình Vân sẽ cấp nguồn cho máy và hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ chú đáo để cô chú anh chị dễ dàng nắm bắt được quy trình chúng ta sử dụng cái máy sáng tạo A3000 này tại nhà nha. Và đầu tiên mình sẽ cấp nguồn cho máy nha. Cấp nguồn cho máy chạy khoảng độ 5 giây là máy sẽ chạy ổn định, sau đó thì chúng ta phải xả lúa xuống. Đấy. Khi máy đã chạy ổn định trong vòng 5 giây thì chúng ta sẽ tiến hành cho lúa xuống, mở cái van đỏ này ra. Sau đấy thì chúng ta phải gạt cái lầy trắng này ra khoảng 1/3. Sau khi mà lúa nó chảy xuống đầy cái họng này thì gạo bắt đầu chảy ra. Máy này là vừa mới lắp ráp xong nên là sau này nó cần có một chút dầu mỡ nhé. Đấy, rất là đơn giản. Chúng ta có thể chỉnh độ trắng của gạo qua cái tần số này, chúng ta có thể vặn lên theo chiều trên đồng hồ theo số 1, 2, 3 để kiểm tra cái độ sạch độ trắng của gạo mà mình đang đang xay. Mỗi loại lúa là nó khác nhau. Đấy, sau khi mà chúng ta chỉnh cái lượng gạo, sau khi máy đã chạy ổn định rồi thì chúng ta để có nạp nguyên liệu vào trong trong để thế là xong. Đấy, rất là đơn giản, gạo ra rất là đẹp nhé. Đấy, tốc độ rất là nhanh. Đây, đấy, gạo ra rất là đẹp nhé cô chú anh chị. Trong máy cái mini gia đình này thì điều chỉnh rất là đơn giản. Đây là cái tần số để cho chúng ta điều chỉnh cái mức độ trắng sạch của gạo phụ thuộc vào những cái loại lúa khác nhau để cho chúng ta điều chỉnh. Với lúa tròn thì chế độ của nó là chúng ta cần vặn nó lên một số cho đến 2 số là ok rồi. Đấy, và trong trong vòng có 5 phút 7 phút là Đình Vân đã xay hết một khối này là khoảng độ hơn 10 kg rồi nhá. Đó, rất là đơn giản. Sau 5 phút mà Đình Vân test máy thì cho ra cái sản phẩm này cô chú anh chị, thành phẩm về thực tế của gạo nhá. Đấy. Và một bên nữa là tấm thì được sàng ra bên này nó như thế này. Đây là hạt tấm này cô chú anh chị. Và phía bên trái này nữa là những cái hạt sạn và những cái đầu hạt thóc, còn sót lại những cái hạt mày thóc ấy. Đấy, còn gạo thì rất là sạch. Đó, tất cả các kỹ năng để sử dụng vận hành thì cô chú anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Đình Vân để Đình Vân hướng dẫn chu đáo chi tiết cho cô chú anh chị khi mà cô chú anh chị có nhu cầu mua máy nha. Và như vậy là Đình Vân vừa mới test máy thực tế và hướng dẫn rất là chi tiết về quy trình vận hành
một cách đơn giản về một chiếc máy sắp đặt mini gia đình có model A3000 tại nhà cho quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có vấn đề gì mà muốn tìm hiểu về sản phẩm, thắc mắc về cái quá trình vận hành thì hãy liên hệ ngay tới số điện thoại ở trên góc của màn hình hoặc đến tại trung tâm cửa hàng thế giới máy của Đình Vân để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và video hôm nay Đình Vân xin phép được tạm dừng tại đây. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.